vùng đất có nhiều điểm di tích lịch sử và du lịch tâm linh. Tại vùng đất này, trên núi Thành Đằng Sơn, nối dài của dãy Linh Sơn Yên Tử, có chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi chùa có tên cổ là Bảo Quang Tự. Chùa ngự trên lưng chừng núi Thành Đằng, còn gọi là Lý Ba Vàng. Nguồn nước của núi Ba Vàng chảy ra tạo nên lựng xanh, điểm du lịch hấp dẫn về sinh thái của Uông Bí. Chùa được tọa lạc trên một khu đất bằng phẳng. Do sự tàn phá của thời gian và bom đạn chiến tranh, có cơ sở vật chất của ngôi chùa đã xuống cấp nặng nề. Năm 1993, nhân dân và tín đồ Phật tử gần xa đã phát tâm công đức, đóng góp, xây dựng lại chùa, thay vách gỗ mái lá đơn sơ bằng tường gạch, mái ngói. Song, thời kỳ điều kiện vật chất vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn, không điện, thiếu nước, đường lên chùa cũng chỉ là con đường mòn nhỏ. Đến năm 2007, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh được giao về đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa, đánh dấu sự thay đổi của chùa Ba Vàng. Và cũng năm đó, chùa Ba Vàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh thắng cấp tỉnh. Nhờ sự huy động đóng góp công đức của tăng ni Phật tử, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, chùa Ba Vàng ngày nay được đại trùng tu xây dựng bề thế khang trang hơn rất nhiều, trên tổng diện tích 22 hectare. Năm 2014, chùa Ba Vàng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng bằng kỷ lục ngôi chùa trên núi có chính diện lớn nhất Việt Nam. Uông Bí, vùng đất có nhiều điểm di tích lịch sử và du lịch tâm linh. Tại vùng đất này, trên núi Thành Đằng Sơn, nối dài của dãy Linh Sơn Yên Tử, có chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi chùa có tên cổ là Bảo Quang Tự. Chùa ngự trên lưng chừng núi Thành Đằng, còn gọi là Lý Ba Vàng. Nguồn nước của núi Ba Vàng chảy ra tạo nên lựng xanh, điểm du lịch hấp dẫn về sinh thái của Uông Bí. Chùa được tọa lạc trên một khu đất bằng phẳng. Do sự tàn phá của thời gian và bom đạn chiến tranh,
có cơ sở vật chất của ngôi chùa đã xuống cấp nặng nề. Năm 1993, nhân dân và tín đồ Phật tử gần xa đã phát tâm công đức, đóng góp, xây dựng lại chùa, thay vách gỗ mái lá đơn sơ bằng tường gạch, mái ngói. Song thời kỳ điều kiện vật chất vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn, không điện, thiếu nước, đường lên chùa cũng chỉ là con đường mòn nhỏ. Đến năm 2007, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh được giao về đảm nhiệm chức vụ chủ trì chùa, đánh dấu sự thay đổi của chùa Ba Vàng. Và cũng năm đó, chùa Ba Vàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh thắng cấp tỉnh. Nhờ sự huy động đóng góp công đức của tăng ni Phật tử, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, chùa Ba Vàng ngày nay được đại trùng tu xây dựng bề thế khang trang hơn rất nhiều, trên tổng diện tích 22 hectare. Năm 2014, chùa Ba Vàng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng bằng kỷ lục ngôi chùa trên núi có chính diện lớn nhất Việt Nam. Thank you.
Uông Bí, vùng đất có nhiều điểm di tích lịch sử và du lịch tâm linh. Tại vùng đất này, trên núi Thành Đằng Sơn, nối dài của dãy Linh Sơn Yên Từ, có chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi chùa có tên cổ là Bảo Quang Tự. Chùa ngự trên lưng chừng núi Thành Đằng, còn gọi là Lý Ba Vàng. Nguồn nước của núi Ba Vàng chảy ra tạo nên lựng xanh, điểm du lịch hấp dẫn về sinh thái của Uông Bí. Chùa được tọa lạc trên một khu đất bằng phẳng. Do sự tàn phá của thời gian và bom đạn chiến tranh, có cơ sở vật chất của ngôi chùa đã xuống cấp nặng nề. Năm 1993, nhân dân và tín đồ Phật tử gần xa đã phát tâm công đức, đóng góp, xây dựng lại chùa, thay vách gỗ mái lá đơn sơ bằng tường gạch, mái ngói. Song thời kỳ điều kiện vật chất vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn, không điện, thiếu nước, đường lên chùa cũng chỉ là con đường mòn nhỏ. Đến năm 2007, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh được giao về đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa, đánh dấu sự thay đổi của chùa Ba Vàng. Và cũng năm đó, chùa Ba Vàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh thắng cấp tỉnh. Nhờ sự huy động đóng góp công đức của tăng ni Phật tử, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, chùa Ba Vàng ngày nay được đại trùng tu xây dựng bề thế khang trang hơn rất nhiều, trên tổng diện tích 22 hectare. Năm 2014, chùa Ba Vàng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng bằng kỷ lục ngôi chùa trên núi có chính diện lớn nhất Việt Nam